xin chào thầy và các bạn. Em tên Lê Xuân Cường, mã số sinh viên 1814608. Hôm nay em xin trình bày bài tập 11, làm bài tập sử dụng tham không tham một phát sóng theo như video của thầy hướng dẫn. Trước tiên thì em xin được phép trình bày mạch nguyên lý. Đầu tiên thì ta lấy một con vịt 16S57, một con thạch anh 20 me, nối hai cái tụ điện vào cho nó. Trên còn lại thì nối đất. Chất 1 thì ta nối vào nguồn 5. Đường con điện trở 10K. Lên nguồn. Chân DRD0 và DM1 sẽ nối vào đồng hồ oscilloscope. Và đây là một cái đồng hồ oscilloscope để đo dao động. Ở đây là xong rồi ta chỉnh anh 20 mm. Ở đây là phần mạch nguyên lý của em. Xin thì em phân trình bày phần cái chương trình ạ. Đây, trước tiên người ta khai báo con bích 16F57 và HS tại vì xung trên 20 Hz, delay 20 Hz, xung tại vì ta dùng chân D0 D1 thì khai báo chân D0 D1. Đây thì để in thì đã có xung 2 Hz. Eo bút thì ta có xung 1 và có xung 2. Thì xung 2 chu eo bút khi keo xung 1. Bút keo 2 xung 2. Sẽ đất thêm thì có 0. Để con đây là mạch đây là chương trình của em ạ. Rồi tôi bỏ chương trình vào đây.
Một phải tương ứng giờ bốn như vậy tương ứng với lại tôi cho cốt lõi của chúng ta chia 50 giây dùng thăm ơn không là giống như tôi mới phân tích cho các bạn bây giờ Và đây là phần trình bày tên và đây là cách dao động của bài của em ạ. Đây là chân RD0 thì có xung đây. À, đây sau đây em xin kết thúc phần trình bày của em, trình bày của bài của em ạ. Em xin cảm ơn thầy các bạn đã xem ạ.